Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video tâm sự khá là dài. Mình nghĩ nó dài tại vì Thiên Thương sẽ không có cắt cái video này mà mình sẽ để cho nó tự nhiên luôn. Thì chuyện là hôm bữa mình đã lướt một trên Instagram của mình tạo một cái ads. Thì trong đó mình đã lướt và thấy được một cái ads của một chị. Thì chị đó đã ghi là mình tả về cái quá trình mà mình đã làm YouTube từ nhỏ cho tới bây giờ đi. Cho nên là mình cũng thấy cái content này nó rất là hay. So cho nên là hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về cái quá trình mà hồi trước giờ mình đã làm YouTube nha. Thì hồi nhỏ lúc mà Thiên Thư, mình nhớ không lầm là cuối lớp 2, thì lúc đó Thiên Thư rất là thích búp bê. Lúc đó mình đã tự làm một cái thùng, mấy cái thùng gạch tông ở nhà mình đã bỏ đi á. Thì Thiên Thư đã cắt. Xong rồi mình thấy mấy bạn ở trên YouTube làm rất là hay, cho nên là Thiên Thư cũng học hỏi, xong rồi mình làm theo. Rồi chị mình cũng giúp mình nữa, là chị Anh Thư các bạn. Chị mình giúp mình rất là nhiều, là sơn phết nhà, làm bằng gạch tông rồi này kia. Nếu mà các bạn muốn xem thì các bạn cứ ghi là Thiên Thương nhà búp bê thì các bạn cũng sẽ biết thôi. Thì so lúc đó thì mình làm ra được một cái nhà búp bê thì mình đã rất là thích luôn các bạn. Mình rất là thích cái nhà búp bê đó luôn, gọi là hạnh phúc của mình luôn á. So, và mình đã post lên và lúc đó mình rất là yêu thích nó, cho nên là Thiên Thư đã xin dẫn Thư là sẽ quay cái video đó, xong rồi post lên cái YouTube của chị Anh Thư. Thì không ngờ là chị Anh Thư đồng ý các bạn. Thì lúc đó mình giới thiệu xong rồi mình post lên, thì khoảng mình cũng không có nghĩ là nó sẽ được viral lên. Nhưng mà không hiểu tại sao một tháng sau, thì hình như một hay là ba tháng sau á, mình xem lại thì cái video đó đã được 11.000 view. Trời các bạn ơi, rất là mừng luôn. Nhưng mà ở dưới phần comment thì rất là nhiều bạn chê về cái nhà búp bê của mình. Thì các bạn biết mà, là về cái thùng cạc tông á thì nó khá là tả. Nó toàn là cái màu vàng của cạc tông không mà. Rồi lúc đó mình cũng rất là xấu nữa. Mình rất là xấu, cho nên là ở dưới comment giống như là cái nhà búp bê xấu. Rồi nói chung là toàn là những cái comment chê. Nhưng mà đúng là lúc đó mình rất là xấu, và cái nhà búp bê của mình đó cũng rất là xấu thiệt. Cho nên không biết tại sao sau cái buổi đó thì mẹ và chị Anh Thư đã họp lại với nhau để mà làm ra một cái nhà búp bê to đùng hơn, và nó rất là đẹp lộng lẫy luôn. Và lúc đó mình rất là vui. So chắc là mọi người thấy là mình buồn quá, cho nên là đã làm một cái nhà búp bê to hơn để mà cho mình chơi, với lại quay video lại để mà bù lại cái video xấu đó. Và làm xong cái nhà búp bê đó rồi thì rất là đẹp. Đẹp đúng là đẹp gấp trăm lần cái nhà búp bê cũ làm bằng cạc tông của mình luôn á. Thì sau đó thì chị Anh Thư với lại anh Phong đã quay lại một cái clip hoàn chỉnh hơn cho mình về cái nhà búp bê mới đó. Và mình phải nói là mình rất là háo hức để mà mình làm cái clip đó luôn á. Mình vẫn còn nhớ, và hình như là mình còn ngồi học thoại nữa. Mình trước ngày đó, mấy ngày trước khi mà làm cái video nhà búp bê mới đó, thì Thiên Thư đã nghĩ ra cái lời thoại hay nhất để mà làm cái khi mà quay video để mà nói về cái nhà búp bê đó. Thì ngay cái ngày quay thì mình rất là vui luôn. Và mình nói rất là, gọi là mình làm hình như cũng nhớ là khoảng 5-6 lần thì mới làm được cái clip đó. Sau khi post lên á, được khoảng 1 tuần thì cán mốc được 100.000 view luôn. Trời ơi, thiệt tình là lúc đó mình rất là vui luôn á. Kiểu trong người mình cứ hừng hực. Giống như là mình đang, kiểu mình đang lan tỏa, và mình rất là vui. Kiểu giống như cái niềm vui này của mình bạn nào cũng khen hết. Tại vì khi đó mình up cái video nhà búp bê đó lên thì rất là nhiều người khen, và kiểu mọi người khen mình hơn rất là nhiều, tại vì lúc đó mình có trang điểm lên nữa. Và mình vui lắm các bạn. Cho nên là từ đó thì nhà của mình làm về một cái kênh Song Thư, làm về một cái chủ đề gọi là búp bê luôn. Và lúc đó mình nhớ là mình còn đập hộp búp bê với lại quần áo từ Amazon về rất là nhiều, và nhận được rất là nhiều lượt tương tác của mọi người. Mọi người rất là thích về cái video
những cái video mà mình đập đồ búp bê luôn á đó. Đó thì các bạn thích rất là nhiều, và lúc đó phải nói là mẹ mình cũng đầu tư cho mình rất là nhiều, mình rất là vui. Và sau đó thì mình nhớ không làm là cách một năm cho tới một năm rưỡi thì kênh Song Thư Channel có một cái chủ đề hay hơn nữa, đó chính là thách một cái challenge, không về những cái challenge á của chị Anh Thư với lại Thiên Thư. Thì mới đầu là chỉ có chị Anh Thư, hình như là challenge mình nhớ không có lầm là challenge đầu tiên của tụi mình đó chính là về kiểu thúi, mình nhớ không lầm nha, tại vì nó cũng lâu lắm rồi. Thì mình khi mà quay cái challenge đầu tiên á, được các bạn ủng hộ rất là nhiều luôn, cũng có thể là ủng hộ hơn cả búp bê nữa. Thì từ đó, ý là tại do làm video đầu thì nó rất là vui các bạn, tất cả trong video đều rất là tự nhiên luôn, và nó tạo lại niềm vui cho tụi mình, cho nên là tụi mình cũng rất là phấn khích, phấn khởi để mà làm về những cái thử thách đó. Thì lúc đó xen kẽ thì chị Anh Thư vẫn làm về búp bê, nhưng mà kiểu giống như là một tuần thì có video này làm về búp bê và video kia làm về challenge, kiểu gì đó, nó cứ xen kẽ nhau như thế. Thì thì nói chung là sau làm về búp bê thì cũng rất là nhiều người xem, rất là nhiều bạn xem làm về phim búp bê nữa. Thì Thiên Thư lúc đó cũng có lòng tiếng, nhưng mà cũng nhận Thiên Thư lòng tiếng rất là dở các bạn. Bây giờ mình coi lại thì mình thấy mình lòng tiếng rất là dở. Nếu mà bạn nào muốn xem thì các bạn có thể xem lại nha. Mấy cái lòng tiếng của Thiên Thư giống như là mình đang đọc nhìn như kịch bản để mà mình đọc vậy đó. Nhưng mà thiệt ra không phải như vậy các bạn ơi, thiệt ra là mình đã thuộc hết rồi, nhưng mà không hiểu tại sao giống như là mình đang cầm nguyên một cái kịch bản để mà đọc vậy đó. Và nói chung á là sau đó khoảng nửa năm nữa thì kênh Song Thư ngưng làm về búp bê, tại vì nó khá là cực, với lại mọi người đều ủng hộ vào cái thử thách nhiều hơn là búp bê đó. Nhưng mà cũng có một số giống như khoảng 20-30% thì các bạn vẫn muốn mình làm về búp bê, nhưng mà lúc đó thì kênh mình chọn con đường tiếp theo đây là challenge, tại vì nó rất là vui, với lại khi mà mình làm á nó cũng không có bị mệt nữa. Ok, và mình sẽ kể tiếp cho các bạn cái hành trình làm challenge nha. Trời, phải nói là cái khoảng thời gian 2 năm sau khi mà làm challenge á, vậy mọi thứ cũng rất là vui luôn. Và khi mà tụi mình làm clip á thì ai cũng rất là vui, tại vì kiểu giống như bị phạt á mọi người, cho nên là nó cũng rất là thú vị. Ok, và sau đó, nhưng mà mình sẽ kể thêm nữa, hồi nãy mình quên kể cho mọi người cái này nữa, là trước đó thì khi mà sorry mọi người nha, hồi nãy mình quên kể là lúc mà mình làm cái nhà búp bê thứ hai sau đó nữa, khi mà đập hộp và quay phim búp bê, thì lúc đó mình vẫn, chị của mình vẫn làm quay về, quay bằng cái điện thoại. Thì sau đó khi mà làm những cái thử thách thì cái thử thách đầu tiên á về kẹo thúi, mình nhớ kẹo thúi thì vẫn quay bằng điện thoại. Và còn những cái thử thách như là bánh sandwich á thì tụi mình đã mua được một cái camera, chị mình đã mua được một cái camera, hình như mình nhớ không nhầm là Sony đó, Canon hay Sony ta, hình như là Sony. Thì lúc đó tụi mình, chị mình đã tự thưởng cho kênh một cái máy quay Sony để mà làm cho clip được nâng cấp hơn, được một cái level mới hơn. Ok, nó nói chung là vậy đó, nhìn cho cái chất lượng clip nó đi lên đó. Thì mọi người xem thì mọi người thấy nó cũng đi lên thiệt đúng không? Và đó, nó cũng là một cái thành công nhỏ nhỏ của kênh Song Thư Channel. Và sau đó nữa thì khoảng mình sẽ kể tiếp cái phần hồi nãy nha, là khi mà làm thử thách á thì khoảng mình nhớ không là mình nửa năm cho đến một năm sau thì mình đã tạo một cái kênh về riêng cho Thiên Thư luôn. Thì lúc đó đó, để mình sẽ kể cho các bạn nghe cái hành trình mà tạo kênh của mình cũng rất là dài luôn á. Hồi trước khi mà Thiên Thư làm có một cái kênh riêng như thế này thì mẹ Thiên Thư sẽ không có cho, tại lúc đó Thiên Thư vừa mới học lớp
cuối lớp 3 và đầu năm lớp 4 thôi. Cho nên là mẹ Thiên Thư thì lúc nào cũng muốn là mình phải tập trung vào công việc học á, tại vì đã có một kênh là Xuân Thư Channel rồi. Nếu mà mình làm thêm kênh này nữa thì sẽ không có nổi. Đó cho nên là mẹ muốn mình tập trung vào việc học với lại một kênh kia hơn. Tại vì nếu mà làm này thì nó sẽ rất là lơ đễnh, kiểu quản lý nhiều lúc á, thì nó sẽ không có được ra việc gì hết. Nhưng mà lúc đó thì mình vẫn cố lì, mọi người biết mình mà, thì Thiên Thư vẫn cố lì, mình vẫn tạo ra được kênh, cuối cùng mình cũng tạo được kênh luôn mọi người ơi. Và nói chung là thuyết phục mẹ, mình nhờ má của mình thuyết phục mẹ, à mình nhờ má tư của mình đã thuyết phục được mẹ mình. Mình rất là vui luôn á, nhờ má tư mà mình đã thuyết phục được mẹ. Thiệt ra không có hẳn là thuyết phục, nhưng mà mẹ mình cứ qua đại thôi. Đó thì sau đó thì kênh của mình, má tư đã là người giúp mình để mà cài cái chức năng kiếm tiền đó. Tại vì Thiên Thư là một Thiên Thư không có biết cài cái cách để mà cài chức năng kiếm tiền, tại lúc đó nó khá là khó đối với Thiên Thư, tại tiếng Anh không mà lúc đó mình còn học lớp 3, lớp 4 nữa, thì Thiên Thư không có rành về mấy cái đó. Cho nên là má tư đã là người mà làm hết tất cả những cái chức năng ở trên YouTube cho Thiên Thư. Sau đó thì từ từ thì mình tạo ra video, và cái video đầu tiên mình nhớ là ngày thành lập kênh của Thiên Thư, thì hình như là mình đã làm nó vào tháng 1 á mọi người. Không biết là video không biết là cách đây không biết mấy năm rồi ta. Kênh YouTube của mình nhớ không lầm là cách đây tạo cũng được 5, từ từ nha. 4, 8. Mình nhớ cũng được là 5, 6 năm rồi đó. Trời ơi, cũng nhận lâu quá ha mọi người. Rất là vui luôn. Thì cái ngày thành lập kênh đó, và sau nữa thì từ từ mình mới làm clip để mà mình grow cái kênh của mình lên, và được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người từ kênh Song Thư qua Việt Thiên Thư. Trời, mình phải nói là rất là cảm ơn, lúc đó mình rất là vui luôn. Tại vì mình nghĩ là khi mà mình làm á thì sẽ không có ai xem hết, tại vì mình còn nhỏ mà. Lúc đó mình làm video rất là chán luôn á mọi người. Nó thiệt tình, bây giờ coi lại mình cảm thấy nó rất là chán. Và nhưng mà được rất là nhiều sự ủng hộ của các bạn luôn. Và sau đó thì mình rất là siêng làm video nha, lúc đó rất là siêng luôn. Một tuần cũng khoảng 2 clip. Đúng không ta? Một tuần hình như là 2-3 clip gì đó. Mình cứ làm đều đặn gì đó. À, và kể cho mọi người nghe nữa là mới đầu mình làm, mình cũng chỉ làm trên một cái điện thoại của mẹ mình thôi. Lúc đó mình nhớ là mình còn làm bằng điện thoại Samsung Galaxy của mẹ mình nữa, cho nên là khi mà quay rất là xấu luôn. Cái điện thoại Samsung Galaxy đó nó cũng muốn hư lắm rồi. Với lại cái bộ nhớ, à mình còn làm về một cái video về slime. Về slime là sẽ tìm những cái con pony trong slime. Nhưng và lúc đó thì mình có một cái đoạn là mình làm slime nữa, nhưng mà do là cái điện thoại của mẹ mình nó bị quá GB á, cho nên là mình không có quay được hết cái khúc đó. Đành ra là mình phải mượn điện thoại của chị Anh Thư để mà quay cái video đó, mà mình hình như là mình nhớ là mình cắt luôn cái khúc làm slime luôn. Là khúc của điện thoại của mẹ mình đó. Thì cái thời đó lúc lớp 4 thì mình vẫn edit ở trên điện thoại bằng cái ứng dụng Viva Video mọi người. Đó thì hồi trước tại vì mình cũng không có biết edit trên máy tính, cho nên là cũng đâu có pro đâu. Đó và hình như là mình nhớ không lầm là nhờ mình mà mẹ mình phải mua thêm một cái điện thoại mới nữa để mà mình làm clip, đó chính là Samsung Galaxy A7. Bây giờ mẹ mình vẫn còn xài luôn. Và điện thoại đó là điện thoại mà chị Anh Thư đã tặng cho mẹ mình á. Lúc đó mẹ mình mua nhưng mà chị Anh Thư tặng luôn. Rất là vui. Và lúc đó thì mình luôn luôn mượn điện thoại mẹ để mà xài, tại vì cái điện thoại iPhone 4 của mình á nó rất là xấu, khi mà quay thì nó rất là xấu luôn. Đó. Và sau đó thì hình như mình nhớ là đến lớp 5 nè. Và đến lớp 5 thì mình vẫn dùng điện thoại đó của mẹ mình để mà quay luôn.
Trời, nói mà khen cô học luôn mọi người. Và sau đó khi mà mình lên lớp 6 rồi thì mình đã được mua điện thoại. Mình mua được một cái điện thoại mới cho mình. Mình đã dành dụm để mà mua điện thoại mới. Trời, phải nói là rất là vui luôn các bạn. À, và có rất là nhiều bạn hỏi mình là cái điện thoại iPhone 7 Plus của mình là mình mua hay là tiền của mẹ mình. Thì bây giờ mình sẽ trả lời cho các bạn là cái đó là mình mua nha. Không biết sao, không biết là cái shop nào vào, nhưng mà lúc đó mình mua được cái điện thoại đó, mình cưng như trứng, hứng như hoa luôn á. Rồi sau đó thì mình làm clip đó. Mình làm clip bằng iPhone 7 Plus thì cái chất lượng video lại thêm một tầng cao mới nữa. Và công nhận là nó đẹp, rất là đẹp thiệt, nhìn rất là nét luôn. Và quay và... À, và lúc đó mình đã biết chỉnh sửa trên máy tính là nhờ anh hai mình chỉ rồi. Tại vì anh hai mình cứ thấy mình chỉnh sửa trên điện thoại hoài, với lại video nó cứ vòi tiền cái nhãn của nó, cho nên là anh hai mình ghét, cho nên là kêu mình sửa trên laptop, máy vi tính luôn. Thì đúng là sửa trên máy vi tính thì cái chất lượng hình ảnh nó rất là gọi là xuất sắc luôn á. Khi mà export ra nhìn video rất là hoàn chỉnh đó. Còn edit trên Viva thì nó cứ bị chói chói tới, mọi người không hiểu làm sao luôn. Rồi sau đó thì năm lớp 6, không biết sao nhưng mà từ lớp 6 thì mình đã ít quay video lại rồi. Tại vì kiểu giống như là mình thấy quay video khá là cực, với lại mình còn học bài nữa. Các bạn biết không, lớp 6 mình học bài rất là nhiều luôn á. Tại vì mình sẽ kể cho các bạn một cái áp lực khi mà mình vào trường công. Đó chính là mình cứ sợ bị hạ hành kiểm, với lại là học sinh khá với học sinh giỏi. Tại vì hồi trước Thiên Thư học là Thiên Thư phải cố học giỏi, học sinh giỏi thì nó mới gọi là sao ta, thì mẹ mình mới, không phải là mẹ mình vui nữa, nhưng mà mình đỡ quê. Thiệt ra là vậy, tại vì hồi trước là mình học lớp 6 là mình phải cố giỏi, tại vì mình phải cố học sao cho giống cấp 1 á. Tại vì cấp 1 của mình đã là học sinh giỏi, nhưng mà nếu mà năm lớp 6 mà mình học sinh khá thì mình sẽ rất là buồn. Cái đó là mình buồn, nhưng không biết là mẹ mình sao, nhưng mà mình có hỏi mẹ mình. Tại vì tiết lộ với các bạn luôn là hồi trước mình là vào lớp 6 á, cái điểm thấp nhất của mình đó chính là 1 điểm. Và hồi trước mình có cho mẹ mình xem cái bài kiểm tra đó của mình luôn. Đó thì mình không hiểu sao mẹ mình lại rất là bình thường, không có đánh mình. Mình cứ tưởng là lúc đó mình sẽ bị ăn đòn, với lại bị la này kia nhiều lắm. Nhưng mà mẹ mình chỉ nói là không sao, qua lớp là vui rồi. Vui thiệt sự. Và nói chung là năm đó mình vẫn được giữ học sinh giỏi đó. Nhưng mà và lúc đó hình như là mình học khá là nhiều, với lại do là cái ý chí của mình nó bị tụt xuống, cho nên là mình khá là lười làm video á. Cho nên là mình không có hay ra video cho các bạn xem. Xin lỗi các bạn rất là nhiều. Ok, và sẽ kể tiếp cho các bạn nha. Và đúng là hè năm lớp 6, hè chuẩn bị lên lớp 7 của mình là mình đã chuyển trường. Tại vì một số lý do, nếu mà mình kể trong video này thì nó sẽ khá là dài dòng, cho nên là mình nghĩ là nếu mà các bạn thích thì Thiên Thư sẽ kể qua một cái video khác cho các bạn xem. Thì nói chung là mình đã chuyển qua trường quốc tế để mà học. Thì cái trường của mình là trường private và rất là ít học sinh học luôn. Hình như trên dưới chỉ có 100 học sinh thôi. Nói chung là khỏe lắm các bạn, học trường này thì rất là khỏe. Đi học thì 8 giờ đi là đến trường và 3 giờ rưỡi là đã tan học rồi, cho nên là mình có rất là nhiều thời gian để mà làm clip cho mọi người xem. Đó, thì không, thiệt ra là mình lúc đó mình vẫn không có làm clip nhiều cho mọi người xem, tại vì mình khá là lười. Đó, qua trường mới thì mình vẫn có nhiều thời gian hơn. Và lúc đó mình đã chuyển qua làm KOL rồi. KOL trên Instagram á, đúng rồi. Tại vì hè năm lớp 7 đó mình làm KOL trên Instagram, cho nên là mình mới có đủ điều kiện để mà học ở bên trường quốc tế. Tại vì nếu mà Thiên Thư muốn học bên trường quốc tế thì cũng không thể nào, tại vì mẹ mình cũng chỉ là làm gì về giáo viên thôi, thì không có đủ sức để mà lo cho mình đó.
Cho nên là không, thiệt ra Thiên Thư cũng rất là muốn là mình tự lo cho mình. Thiên Thư rất là muốn như vậy luôn. Là từ năm, hình như là cuối năm lớp 6 là mình đã tự đóng tiền học, và qua năm lớp 7 là mình nói chung là tự hết luôn á. Và và qua năm lớp 7 thì mình nhớ là, mình nhớ cái năm đó thì cái kênh YouTube của mình á chỉ có nhiêu ta, hình như trên dưới là 20 video, dưới 20 video. Trời ơi, một năm mà dưới 20 video, các bạn thấy không, nó rất là ít luôn á. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc đó các bạn vẫn thích mình, chắc là do mình đã hoạt động ở trên Instagram nhiều, khá là nhiều. Tại vì lúc đó mình livestream dữ dằn lắm các bạn, live gọi là ngày nào cũng livestream luôn đó. Cho nên là vẫn được các bạn ủng hộ, cho nên là mình rất là vui. Các bạn follow Instagram của mình năm đó rất là nhiều, gọi là kỷ lục luôn á. Một tuần mà 10.000 người follow đó. Rồi ok, mình sẽ kể tiếp cho mọi người nghe luôn nha. Thì qua năm lớp 7, rồi bây giờ mình sẽ kể đến năm lớp 8, là năm nay, trước năm nay, một chút trước trong năm nay thì Thiên Thư vẫn lười. Đầu năm lớp 8 của mình thì mình vẫn lười làm mấy cái video trên YouTube, và mình vẫn tiếp tục làm KOL trên Instagram. Và lúc đó mình khá là siêng ở trên Instagram, cho nên là bây giờ Instagram của mình á, nó muốn, bây giờ Instagram của mình hình như nó muốn bằng lượt follow của YouTube luôn rồi. Hình như mình nhớ, hình như là chỉ cần 100.000 nữa thôi là nó bằng YouTube luôn rồi đó. Và thì cho tới cuối năm nay, cuối năm lớp 8 thì Thiên Thư mới làm YouTube thường xuyên hơn. Không biết tại sao nhưng mà Thiên Thư lại rất là siêng làm YouTube vào cuối năm nay. Và mình cảm thấy nó rất là vui khi mà mình xử clip á mọi người. Tại vì hồi trước khi mà năm lớp 7 hay năm lớp 8 mình làm á, lúc đó mình thấy mình lên clip rất là xấu, cho nên là mình cảm thấy không có một cái động lực nào để mà làm clip hết. Không có một cái động lực nào để mà kéo mình lại làm clip hết. Và kiểu mình edit mình nhìn mình chán quá, cho nên là mình cũng dẹp luôn. Rồi mình nói vấp nữa. Không, nói vấp chỉ là một vấn đề thôi, nhưng mà mình nhìn vô mình thấy mình xấu quá, cho nên là mình không muốn edit nữa, mình dẹp clip luôn á. Đó là lý do tại sao Thiên Thư làm rất là nhiều video nhưng mà Thiên Thư không có đăng video nào hết trơn. Thì nên lên lớp 8 thì mình cũng đỡ đỡ rồi, cho nên là lúc đó mình cũng siêng hơn là năm lớp 7 của mình. Một tuần, một năm chắc cũng khoảng trên dưới 20 video. Nói chung cũng bằng, nhưng mà mình cảm thấy mình siêng hơn một chút thôi. Đó. Thì cho tới bây giờ thì mình cảm thấy là mình siêng, và mình cảm thấy mình tự tin khi mà mình lên clip hơn nhiều rồi. Không biết nữa, nhưng mà chắc là do là mình siêng với lại mình tự tin hơn, và mình nhìn khi mà mình lên clip thì mình ổn hơn, cho nên là mình đã có một cái động lực để mà làm clip lại cho các bạn xem. Và cho đến bây giờ vẫn có những cái sự ủng hộ của các bạn, cho nên là mình rất là vui luôn. Ok, mình sẽ kể tiếp nha. Còn bên Song Thư Channel thì bây giờ thì ba chị em mình, mặc dù do là chị Anh Thư không có ở nhà này thường xuyên, cho nên là ba chị em mình không có những cái clip cùng nhau, nhưng mà lâu lâu thì Thiên Thư qua nhà chị Anh Thư để mà làm clip, qua cái studio của chị Anh Thư á, để mà làm những cái clip cho hai chị em của mình. Thì mình thấy duy trì như vậy thì cũng rất là vui. Mình vẫn vui tại vì nó vẫn duy trì được. Tại vì mình nghĩ sau khi mà chị Anh Thư có con xong thì cái việc làm clip rất là khó khăn luôn. Tại vì hai nhà nó cách nhau rất là xa mọi người, rất là xa luôn. Với lại mình đi học nữa thì thứ bảy chủ nhật mới qua được. Còn thi thoảng á nha, nếu mà gấp quá thì trong tuần vào buổi chiều thì mình sẽ qua vào trong tuần vào buổi chiều. Đó. Ok. Thì sao ta, nói chung á là Song Thư Channel bây giờ thì vẫn hoạt động, cho nên là mình cảm thấy rất là vui tại vì kênh vẫn còn hoạt động và nó tiếp ở bên kênh mình. Thì đây là mình hiện tại. Các bạn có thấy hồi trước giờ á mình thay đổi rất là nhiều không? Từ năm
các bạn biết mình là năm lớp 2 đúng không? Năm lớp 2, năm lớp 3, năm lớp 4, lớp 5, lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Đầu năm lớp 9. Đây là đầu năm lớp 9. Trời ơi, mình cũng không nghĩ sao thời gian nó trôi qua nhanh như vậy luôn á. Đầu năm lớp 9 thì Thiên Thư đã trở lại với YouTube và mình đã làm clip đều đều hơn cho các bạn xem rồi. Và đó là câu chuyện của mình. Cũng nhanh quá các bạn. Mình không nghĩ là nó nhanh như vậy luôn á. Không biết là các bạn có xem hết được video này không nữa, nhưng mà mình mong là các bạn có thể xem hết. Tại vì hôm bữa rồi có rất là nhiều bạn nói mình là làm video ngắn, cho nên là coi không có đã. Làm video chỉ có 10 phút thôi cho nên là coi không có đã. Cho nên là mình đã cố nghĩ ra một cái video dài nhất cho cái kênh của mình, đó chính là những cái clip tâm sự như thế này. Nếu mà các bạn nào mà vẫn muốn mình la những cái clip tâm sự như thế này nhưng mà về chủ đề gì thì các bạn nhớ comment ở bên dưới nha. Có chủ đề mình mới làm được. Giống như về chủ đề tại sao Thiên Thư lại chuyển trường hay là Thiên Thư như thế nào đó. Ok. Không biết là các bạn có thích chủ đề này không, cho nên là mình cũng không có mạnh dạn làm cái này lắm. Và mình vẫn mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình giống như là vài năm qua. Mặc dù mình không có làm clip nhiều ở trên video, kênh của mình, nhưng mà các bạn vẫn ủng hộ mình rất là nhiều. Mình rất là vui luôn. Để mình ngẫm xem còn cái gì để mà mình nói nữa không nha. Nói cho nó đầy đủ, không thì mai mốt thiếu thì mình nói lại nữa. Hình như là hết rồi các bạn ơi. Nói chung thì mình chỉ nói cho tới bây giờ của mình thôi thì mình thấy hết rồi. Câu chuyện của mình của hôm nay cũng khá là ngắn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe cho kênh của mình luôn nha, để mà ủng hộ mình tiếp. Dạo này mình rất là xuyên làm video, cho nên là rất là mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình. Và nhớ follow Instagram của mình nữa, tên là Thiên Thư Xếp Đạt Amy. Mình sẽ để link ở dưới phần bio. Bio. Ok. Clip này không có chỉnh sửa. Các bạn thấy chán không vậy? Ok. Và bye bye các bạn. Và bye bye các bạn. Trong video này mà Thiên Thư có nói cái gì nó tào lao mà các bạn không hiểu, mong các bạn bỏ qua nha. Đây là video lần đầu tiên mình không bao giờ mình cắt ở trên, lần thứ hai mình không có cắt ở trên kênh của mình. Tại video lần thứ nhất của mình là thành lập kênh là không có cắt. Bye bye các bạn.